Xin chào các bạn. Hôm nay mình xin trình bày với các bạn một câu chuyện về Lenin với tựa đề Người Cha. Câu chuyện này như sau. Một lần, tôi được gặp một cụ già tuyệt diệu. Thời thanh niên, cụ là một trong những người lãnh đạo cuộc khởi nghĩa tháng Chạp ở Moscow. Khởi nghĩa tháng Chạp là những cuộc khởi nghĩa vũ trang của công nhân vào tháng Chạp năm 1905 ở Moscow và tại nhiều nơi khác trong nước Nga đã bị quân đội Nga hoàng đàn áp dã man. Cụ là người sao chót cùng với các đội viên của mình rời khỏi chiến lũy cuối cùng ở Brezhna. Cụ ẩn trốn một thời gian tại Moscow, sau đó về nông thôn. Giá treo cổ đang đe dọa cụ. Và chính vào thời gian này, cụ đã gặp Lenin. Xin cụ kể lại lần đầu tiên cụ gặp Lenin như thế nào. Tôi đề nghị. Được thôi, nhưng không có gì nhiều, nhưng không có gì để kể nhiều. Lenin đã đuổi tôi. Đuổi như thế nào? Như thế đấy, người nhìn thấy tôi và đuổi đi ngay. Và thế là, với vẻ hài lòng trông thấy, cụ bắt đầu câu chuyện. Cuộc đời tôi dài, vất vả và hạnh phúc. Có những ngày tươi sáng đối với tôi. Một trong những ngày như vậy là khi Lenin đuổi tôi ra. Nào, hãy nghe câu chuyện ngắn ngủi của tôi nhé. Cuộc khởi nghĩa Moscow đã bị dập tắt. Và tôi ngày càng suy nghĩ, cần phải đi Petersburg gặp Lenin, kể cho người nghe tất cả những gì đã xảy ra trong tháng Chạp ở Moscow chúng tôi. Điều đó chắc là cần thiết cho người. Tôi đặc biệt nhớ lại cuộc meeting ở vườn Bách Thú vào một buổi trưa lạnh giá nhưng sáng sủa. Hàng trăm lính cô dắt từ quảng trường Kuzherin phi ngựa nước kiệu tiến về chỗ chúng tôi. Nên nhớ rằng hồi đó có một nhận xét như thế này về những người lính cô dắt. Đó là một bộ phận hủ lậu nhất của quân đội Nga hoàng. Tụi kỵ binh rồi cả lính cô dắt nữa. Tôi hồi đấy có cái giọng nói quang quang, mà hồi đó đối với những cán bộ công tác quần chúng thì có giọng nói quang quang là điều rất cần thiết. Tôi trèo lên giữa cây cột đèn và bắt đầu diễn thuyết. Không sao, ở xa nghe thấy là được. Lập tức một cô gái đi xăm xăm về phía những người lính cô nhắc, tay dương cao giải băng vải đỏ với dòng chữ trắng: những người anh em cô nhắc đừng bắn. Và thế là những người lính cô nhắc cho ngựa đi chậm lại và tiến gần về phía chúng tôi. Họ dừng lại chờ đợi và bỗng họ bắt đầu quay ngựa trở lại. Tên sĩ quan giơ roi da lên giọ và trở lại chạy theo họ. Khi đó tôi cảm thấy tuyệt diệu vô cùng. Người kể chuyện nheo nheo đôi mắt. Trước đây Lenin đã từng nói rằng công tác binh vận có thể làm và cần thiết. Quả thật, người đã nhìn xa thấy rộng. Và còn nhiều cái nữa tôi muốn kể hết cho Lenin nghe. Nói tóm lại, tôi đã quyết định đi Petersburg. Tôi nói ý định đó với một đồng chí gần gũi. Chẳng rõ, tôi hỏi người bạn ấy, Lenin sẽ tiếp tôi ra sao? Anh bạn tôi hẳn còn trẻ người, trẻ tính, nói chế giễu rằng người sẽ đuổi cậu và chỉ thế thôi. Rồi anh ta lại lặp lại,
vừa gặp là người sẽ đuổi ngay. Thế là tôi bực mình đi Petersburg sớm hơn 3 ngày so với dự định. Tiếp theo, mọi việc đều trôi chảy. Ở Petersburg, tôi có địa điểm bí mật đáng tin cậy. Và tôi được gặp Lenin. Tôi còn nhớ hình như gặp tại một tòa soạn nào đó. Đúng hơn là tại nhà xuất bản Tiến Lên. Nhưng tôi không dám chắc là như vậy. Bởi vì hồi đó tôi còn lờ mờ lắm. Tôi chỉ nhớ là tại một căn phòng lớn, trong đó có độ khoảng chục người. Tôi không hề quen biết ai trong bọn họ. Xong, tôi hiểu rằng tất cả đều là người của chúng ta. Mọi người chờ đợi Lenin đến. Cánh cửa bỗng mở ra. Lenin bước vào trong bộ quần áo mùa đông. Người nhìn bao quát cả căn phòng, cởi chiếc áo lông và mũ. Rồi người đi thẳng về phía tôi. Về sau tôi mới hiểu rằng người nhận được ra tôi là do cái đầu tóc bạc. Tôi bạc tóc giữa tuổi 20. Dĩ nhiên điều đó có những lý do riêng. Và Lenin đã được nghe qua các đồng chí khác kể lại. Thế mà người đã nhớ rõ. Lenin đến sát bên tôi và nói: "Đồng chí rời khỏi đây ngay lập tức, ngay lập tức, đồng chí nghe rõ không?" Anh bạn thân mến, tôi nên nói như thế nào về ánh mắt của người lúc ấy? Đó là ánh mắt thịnh nộ, lo lắng. Ánh mắt nổi giận, quan tâm và đôn hầu. Tôi trở nên lúng túng. "Đồng chí, tôi muốn kể lại về cuộc khởi nghĩa." "Tôi biết cả rồi, đồng chí đi ngay lập tức đi. Tốt nhất là chạy sang Phần Lan, không được trì hoãn phút nào." Người nhớ rõ hơn cả tôi đến cái thòng lọng treo cổ đang đe dọa tôi. Người không cho tôi nói gì. Và bản thân người cũng đã im lặng. Thế là người đuổi tôi đi. Suốt mãi nhiều năm sau, cái ánh mắt đầy tình cha con đó của người vẫn tiếp tục soi sáng cho tôi. Nó soi cả cuộc đời tôi. Tôi sống lâu, vất vả và hạnh phúc. Thưa các bạn, tôi vừa kể xong câu chuyện Người Cha. Câu chuyện này được in trong sách Những Mẫu Chuyện Về Lenin của tác giả Alexander Konosov, nhà xuất bản Cầu Vồng, Moscow, năm 1987. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe.